bóp ga mini, yoga, học quạt. Lâu lắm rồi mới thấy lại cái này đó mấy má. Nhu yếu phẩm, nước đóng chai, thực phẩm đóng gói, thẻ cào, điện thoại các loại. Sao ai cũng bán thẻ cào hết trơn vậy? Chìa khóa, nếu mà bình thường chìa khóa người ta giấu thì người ta sẽ giấu. Gì vậy? Sao cái hộp bánh nằm giữa đường vậy? What? Gì vậy? Trời, hộp bánh dẫn đường hả? Ảo chói vậy? Trò chơi được phát triển bởi chính bởi một người nên có thể tồn tại một số các lỗi nhỏ, mong các bạn thông cảm về điều này. Ok, chỉ có một người thôi hả? Các yếu tố trong trò chơi đều là hư cấu, nếu có giống bất kỳ một cái gì trên thực tế thì chỉ là sự trùng hợp. Chúng tôi khuyến nghị các bạn nên chơi game trong tình trạng tốt nhất và không có bất gì vấn đề gì về tim. Sử dụng tai nghe để có thể trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Ok ạ. À. Rồi. À. Ồ. Ôi, đồ quả được á. Ôi, đồ quả được á nha. Diệu đó, mãi keo đó, mãi keo đó. Mình mãi keo đó, game mình đồ quả nhìn nó diệu á. Mày phải trả giá. Hải. Trời đất ơi, làm ăn thì không lo, là ăn lo nhậu, là nằm ngoài đường như vậy đó. Mày ngồi dậy mày đi về giùm tao một cái à. Báo quá báo. Báo quá báo mà. Ai sắp cái này cũng cập nhật trend dữ á. À thì ra chúng ta tên là Hải. Và chúng ta vừa mới đi nhậu về, chúng ta nằm ngoài đường. Oh no. Một cái đèn pin đội đầu. Ôi, cái này là đúng kiểu đồ. Cái này là đúng kiểu mấy ông cậu thôi luôn nè. Mấy ông cậu thôi đó là đi nhậu là cũng nhà đi tìm hết trơn luôn. Xong cái là thấy là ngủ nhờ, ngủ ké nè. Cái này là đi nhậu ở miền Tây á. Các bạn biết người miền Tây mình là kiểu như là chơi rất là thoải mái. Nhậu cái là nhậu quắc từ câu luôn. Dùng cái từ đó là đúng luôn á. Nhậu quên đường đi lối về luôn mà. Nhậu mà xỉn hỏi xỉn không. Cái nói vậy. À, tao có diễn đâu. Có mấy ông mời nhậu mời hay lắm nha. Anh uống cái này đi ha. Anh Bảy anh uống đi. Thôi tôi uống không nổi được rồi. Vậy là anh Bảy. Bảy không nãy em rồi. Anh Bảy không nãy em rồi. Anh Bảy uống em ly này đi. Anh Bảy mới nãy em. Anh Bảy không nãy em rồi. Anh Bảy uống cái đi. Giờ không uống nó nói mình không nể nó. Còn mình uống thì nó không. Nó đâu biết. Ôi, tôi nghe cái tiếng gì á. Có tiếng gì ở bờ bên kia á mọi người. Từ từ để Hiếu tìm đường rồi đi qua cái bờ bên kia đó. Vậy là anh Hiếu không nể em à. Mày hay chạy quá. Cây này là cây gì? Cây này là cái một cái cây. Thấy không? Cái này là cây chuối nè. Này là cây dừa nè. Ơ nhưng mà bình thường mà cây gì? Một cái chỗ mà có dừa chuối dừa dừa như vậy thì khó lắm nha. Tại vì bình thường chuối là sẽ trồng ra chuối, dừa sẽ trồng ra dừa. Bây giờ đi tìm được về. À cái đó là cây ổi hả? Ồ. Ơ. Không có lấy đường ra luôn nè. Ủa. What the hell? Quanh đinh em. Có cây cầu không ta? Bình thường nó phải có cái cầu cá tra, cầu tre đồ này nọ đó. Lộn, cầu cá tra là cái hầm cầu mà. Cái cầu khỉ. Nó lộn. Phải có cái cầu khỉ để cho người ta đi qua đó. Trời ơi, cái cây này có phải thực sự là cây dừa không vậy má? Cây dừa này bị đột biến gen nè. Cái cây dừa này, cái trái dừa này mày mà nó rớt xuống một cái tao nói mày đái 80 giác luôn á. Này mày trái dừa không hay trái bơm nữa, bự quá vậy. Ơ sao lấy đường đi vậy?
Hồi dừa bình thường là nó mọc dài xuống tới vậy luôn nhiều quá vậy. Ủa sao không thấy đường đi? Ôi, không thấy đường về. Không có cái bãi sông nào qua được hết trơn á. Sao cơm mình của em nó cứ trôi qua hoài vậy anh Hiếu? Tại do hôm nay mình không có bật cái chat chậm á. Nhưng mà thôi mình đang chơi cũng đâu đọc bình luận được đâu, để lát xíu nó đi. Lát có chơi liên minh hay chơi gì đó thì dễ đọc bình luận hơn. Ủa trời ơi, tao xỉn đó mày ơi, tao xỉn đó. Tao xỉn đó, tao mệt lắm rồi đó. Tao xỉn đó mày ơi. Tao chạy đi giờ 3 vòng rồi đó. Tao đường về ở đâu vậy? Không có đường đi. Kỳ á. Nó không có cho bay qua nữa, nó không có chèo qua. Nhìn lên cây đi sếp. Nhìn lên cây hả? Lội nước đi anh, nó không có cho lội nè em. Anh lủi hoài luôn mà không được. Nhìn lên cây hả? Nhìn lên cây hả? Kêu mình nhìn lên cây có mẹ gì đâu nhìn. Phải phóng qua được á. À, hình như nhảy được nè. Nhảy được á. Nhảy được á mọi người. Nhảy được. Chắc cái đường về là đường bên này. Vậy là chúng ta phải kiếm một cái chỗ nào mà nó thoáng nhất để chúng ta nhảy qua. Ok. Đây nè. Chỗ này. Ơ không nhảy được. Không nhảy được. Lội nước cái kiểu được không? Cũng không lội được. Không phi qua được. Nhìn lên cây hả? Ủa nhìn lên cây có cái khúc nào vậy? Có ma hả? Có thấy đâu? Game gì mới vô đi bộ hết 10 phút rồi. Không nhảy qua được. Mình đâu có leo cây được đâu. Rồi kẹt luôn rồi má. Thường thì nó phải có một cái gì đó, nó phải có một cái cầu hay là cái gì đó để cho mình đi ngang qua, nhưng mà cái này thì không luôn. Có một cái ngõ, sớp không thấy cái ngõ nào luôn á. Lại cái chỗ tiếng rên đó anh, hình như là anh đi lâu quá rồi nó không rên nữa. Cái tiếng hát cũng mất luôn rồi. Cái này là bật sáng thôi. Tại vì nếu mà bật sáng quá thì mình đâu có còn gì nữa đâu, mình sợ. Bật sáng chân thì... Thôi mà này, cái này là mát độ sáng của nó luôn rồi đó. Bật sáng này là full luôn rồi đó. Nó cũng không sáng mấy. Ủa kỳ vậy ta. Ủa à đấy hả, ma đấy hả? Nè có ma trên cây nè. Rồi giờ sao nữa anh ma, anh dẫn đường em về được không anh ma?
anh đưa đường dẫn lối cho em về được không? Ô vậy mình phải làm sao cho nó mới mở cái cổng này ra cho mình vậy? Leo lên cây hả? Có cái cây nào để cho anh leo không? Để nhìn cho nó thấy. Này ma cải hả? Ui sợ không có giờ sớm. Là đi bên này nè mọi người. Ra là vậy. Vậy là do cái độ nhạy của con chuột rồi. Nó nhạy quá. Là mà nãy mình quay cái mình quay mình không biết là mình quay đi đâu luôn. Làm cái khúc này giống mấy cái đường ruộng nè. Đây là đúng rồi. Có cái bụi tre thân thuộc nè. Oh my god. Mình đi vô một cái nghĩa trang rồi mọi người. Game này là để luôn cả đúng luôn á. Tại do mình đang chơi game kinh dị Việt Nam á nên mình có cảm giác nó rất là sợ sợ á. Tại vì mình hiểu là nó có cái gì đang diễn ra á. Nơi yên nghỉ. Wow. Quê quán Trà Vinh luôn nè. Wow. Lê Gia Chi Mộ. Cái này là từ đường Lê Gia. Ủa? Lê Gia mà sao lại có hộ lý? Đây là ông Lê Gia. Còn đây là vợ ông Lê Gia. Ok. Mình đang bị lạc trong một cái khu mộ rồi. Kiếm đường khác để đi thôi. Ba nén nhang. Ai trước mặt kìa mọi người. Một cái chìa khóa cũ đứng nghe để lấy. Mình lấy được một cái chìa khóa. Nhưng mà hồi nãy là ai đứng trước mặt mình á. Chưa kịp đi qua nữa. Cái chìa khóa cũ này dùng để mở cái gì đây? Đây rồi. Cái mở để mở cái cổng này nè. Ôi, bên đây có một căn nhà nè mọi người. Bên đây có một căn nhà quan nè. Chứ buổi tối ai với mở. À không không. Chắc là người coi mộ quá. Người coi mộ. Mình đi qua hướng bên căn nhà trước đi nha. Hướng bên căn nhà không đi qua được rồi. Chỉ toàn nước với nước thôi. Chỉ có đi bên này thôi.
Ông vô ông bật nắp đi, ông bật nắp quan tài chúng ngay đôi dài đi ông nội, tôi nhường ông đó. Mình bị xỉn rượu, xong cái mình bị lạc vô, cái mình đi vô trong cái dãy này. Có chuyện cũng khá là... Khá... Ôi, ai á, sao cứ xuất hiện trước mặt mình hoài vậy? Ơ, mình không đi qua được. Sao mình lại quay trở về chỗ một cái con đường nữa rồi? What the name, what the name, what the name? Tôi không hiểu gì hết, tôi không hiểu gì hết. What the name, what the name, what the name? Sao lại quay lại chỗ này rồi? Nhưng mà lần này có một cái thay đổi là tại vì đây có một cái đốm lửa. Một cái đốm lửa đỏ. Ở một cái đốm lửa tím. Hồi nãy mình chưa đi bên này. Hồi nãy mình đi bên kia thôi, mình chưa đi bên này. Không, bên kia chắc là biển gì rồi. Trời ơi, nếu mà tôi ở ngoài đời tôi cũng sẽ... Tôi ở ngoài đời á, nếu mà gặp này là tôi chạy. Tôi vừa chạy tôi vừa la luôn á. À, tôi vừa chạy tôi vừa hát chứ. Bình thường tôi đi qua mấy cái đoạn đường vắng là tôi sẽ vừa chạy tôi vừa hát á, để cho đỡ sợ. Không biết mọi người có giống tôi không? Trời ơi, sao mình càng chạy cái mình càng lạc vô trong khu mộ vậy? Ôi, ở đây có những ngôi mộ cũ đó luôn được tùng tại được gọi là ma cư, là đều được cho là có ma cư ngụ tại đây. Ồ, bên đây là khu này là chắc là mới chôn, khu này là chôn cũ rồi, chôn lâu rồi, chôn cất lâu rồi. Hay là mình phải đi vô lại trong cái cổng này ta? Hồi nãy là mình quẹo phải rồi đúng không? Nãy là mình đứng ở đây nè. Nhưng mà mình đi một vòng thì mình bị lạc. Tại dắt mình ra ngoài đây. Ờ sao nãy giờ mình không bật đèn? Thôi mình đi bên trái đi. Hồi nãy đi bên phải là nó quay trở về chỗ cũ rồi. Hình như có gì đó ở nghe để tìm hiểu. Một nén nhang. Ồ sao? Thôi hiểu rồi. Mình phải đi tế bái á. Chắc là phải đi đốt nhang cho người đang giữ cái đường của cái chỗ này á. Nên là Hiếu nghĩ là mình cần phải quay trở về với lại cái khu mộ khi nãy. Không phải ở đây. Không phải. Không phải luôn. Vậy là chắc là từ đường Leia rồi. Ơ, không phải luôn à. Hay là đốt ở đâu? Ồ, từ đường Leia vẫn còn rất nhiều đằng sau nữa nè. Vậy cái nhang này phải cắm ở đâu vậy ta? Ở đây quá. Không cắm được. Bị lạc rồi, bị lạc rồi, bị lạc rồi, bị lạc rồi. Đây là khu mộ cũ. Đi ra lại khu mộ mới. Đây. Vậy là chạy bên này. Ủa, lộn rồi, bên này là đi ra khỏi cái chỗ này luôn rồi. Chạy thẳng qua ổng luôn hả? Ồ oh.
cái bó lửa nè. Nhưng mà Hiếu không đi qua bó lửa này được. Hồi nãy làm sao để mình đi qua được cái bên đó quên mất tiêu rồi, cái đường nào á. Cỏ nhiều quá nó che đường tôi luôn rồi. Kỳ vậy ta. Hay là đi ngõ này thiệt hả? Cái ngõ này là quay trở về với lại cái đường cũ ban đầu mình đi mà. Bị lạc rồi. Bị lạc bà nó rồi. À nhớ rồi. Nhớ rồi. Đi vô trong đây nè mới đi ra được. Mà nếu mà hồi nãy nếu băng ngang qua cái ông già đó là bị quay trở về với lại chỗ ban đầu á. Nếu mà mình đi sai đường là mình sẽ bị quay trở về đây hả? Bị ma dắt đường rồi. Vậy là chỉ có cách duy nhất là vượt qua cái ông già đó thôi. Rồi ok. Vượt qua ông già thôi. Đi hồi khùng luôn. Hồi mất trí nhớ luôn. Bên trái có cây cầu của ông già đúng không? Nhưng mà lại không đi qua được. Đây nè, giờ này nha. Giờ là Hiếu đi qua cây cầu này đúng không? Đó, thấy chưa? Là đi ra lại cái chỗ đó. Để cái cách mà mình giải quyết ra khỏi cái chỗ đó thì Hiếu chưa biết. Thường mà nếu mà mình bị ma che mắt thì mình sẽ làm gì ta? Mình người Việt mà. Nếu mà bị ma che mắt thì mình phải kiểu như là mình phải có cúng á. Mình phải có cúng, mình phải có bái đồ này nọ đó. Thì ma mới hết che mắt mình. Nhưng mà cúng ở đâu với bái ở đâu thì mình không biết. Chạy nhanh qua má. Hay băng ngang qua ổng luôn hả? Cái khúc đó không có bật đèn được, khúc đó là đèn mình tự tắt. Để Hiếu băng vào ổng thử nha. Nè tôi không có bấm tắt đèn nha. Tự chạy tới ổng là đèn nó tự tắt á. Đó, không qua được. Có ai chơi bản demo này chưa? Có ai chơi bản demo này chưa? Cái cú cây. Gửi ký ơi. Lấy nước tiểu bôi lên mặt đi Hiếu ơi. Trước là còn nghe cái gì mà lấy nước đáy trâu á. Thấy được ma nữa đó. Có đường quẹo phải đó sao không đi? Ủa quẹo phải có hả ta? Hồi nãy tôi chỉ thấy có quẹo trái với lại đi thẳng thôi à. Không có thấy đường quẹo phải. Đâu để thử coi quẹo phải coi. Chạy nhanh qua đi shop. Lấy nhang lại ổng đi Hiếu ơi. Ừ chắc vậy quá. Chắc có thể. Hồi nãy Hiếu có cầm một cây nhang. Nãy Hiếu có cầm một cây nhang trên tay rồi. Nhưng mà Hiếu không có biết cái chỗ để cầm nhang ở đâu hết á. Sao không cắm nhang được ta? Không cắm nhang được. Hồi nãy cái cây nhang ở dưới đất ở đây nè Hiếu lụm rồi. Nãy lụm cái cây nhang rồi nhưng mà không có cắm được. Hiếu đi sai đường rồi đó. Vậy chắc phải còn một cái đường nào đó ở đây rồi đó. Bên phải đâu có đường đâu. Đây nè, bên phải là cái ngõ cụt mà. Cái đường này bị chặn rồi, mình không vô nhà đó được. Vậy chắc chắn là chỉ còn ở đây thôi nè. Phải đốt cây nhang nữa. Mà đốt ở đâu á? Hồi nãy cầm nhang rồi, Hiếu cầm nhang rồi. Hay là phải lại nhóm lửa ở đây ta? Ơ không đốt được. Bù khu ổng cái ổng cho qua. Bù khu qua được cái chắc cũng bù khu á. Mày không đốt thì lấy cái gì cắm? Đốt ở đâu chỉ cái nè. Đốt lửa cho cây nhang đi anh. Đốt ở đâu chỉ cái nè. Sao có tiếng khóc em bé? Dạ Hiếu cái em bé mà. Không đốt được. Coi cái bàn thờ có gì không anh? Cái bàn thờ thiên hồi nãy đó hả?
không đốt được, nó me đồ này nọ cái kiểu luôn nè. Đốt trên cây hả? Sao lại là đốt trên cây? Ba cây nhang mới được hả? Ba cây nhang lợn hiếu. Ok, vậy để đi lấy nhang cái. Hồi nãy ngoài đây có chỗ để có nhang mà. Để Hiếu lấy nhang cái. Hồi nãy tôi có thấy cái bàn thiên có nhang mà ta. Ôi đâu mất tiêu rồi. Cái này là chạy về rồi mà. Đưa con bò cho ổng hả? Là không được á, không được á. Không có bán rẻ anh bò. Sao tôi chơi cái game này tôi cứ quên bật đèn hoài ta. Đây nè, chỗ lấy nhang ở đây nè. Nếu mình không lấy nhang được. À lấy rồi. Sao tự nhiên xung quanh lại im lặng vậy, thật kỳ lạ. Ồ, ra là vậy. Đốt nhang rồi. Thì ra là cắm nhang ở đây. Không, Hiếu cũng nghĩ là phải cắm nhang á thì mới qua được. Nhưng mà cắm. Sao mày dám phá mộ tao? Tất cả là do mày mà. Tôi phá mộ hồi nào trời? Tôi có phá mộ đâu. Sao hay đấu thường quá, tôi làm gì đâu. Thề luôn á, nãy giờ tôi chạy bộ cũng luôn á. Nãy giờ chạy bộ không mấy má. Có đâu. Có đâu mấy tôi đâu. Ê, ví dụ như mà ma mà báo thù hụt đi, ma mà báo thù lộn á, thì ma có lỗi không? Ở bình thường tôi thấy mấy bộ phim ma là toàn là báo thù đúng không mà. Nhưng mà lỡ báo thù lộn đi, ma có lỗi không? Ê, xin lỗi đó, ông giỡn đâu á. Không xin lỗi, tôi có bỏ qua đâu á. Ôi, hồi như mới có một cái xác bị kéo đi kìa. Đúng không? Hay là tôi nhìn nhầm vậy? Wow. Dần dần, cái bí mật trong câu chuyện đang dần dần được hé lộ trước gương mặt của anh Hiếu Lê Bà Lăng. Hiện tại anh ta cần phải đi qua cái đoạn đường vốn mà anh ta đi qua 3 lần nhưng anh ta không biết. Lần này chắc chắn sẽ được tại vì anh ta đã có đúc. Dạ. Ai té dữ vậy? Tối về mà còn có người đi tắm nữa hả? Đây, sau khi đốt nhang rồi chúng ta đã qua được. Mà già đó, mà già túm giò đó, mà già túm chân đó. Ôi, sao nhang lại được cặm rải rác xung quanh đây vậy? Là sao? Chang thiệt luôn, y chang như mấy cái nhà hồi nhỏ luôn, y chang như mấy cái khu nhà mà đó đi lượm dây chai mà lượm buổi ngày nha, đâu chứ đâu dám đi lượm buổi đêm đâu, cũng là mấy cái dàn giáo cũ này luôn nè, cái cách thiết kế nhà này luôn, mấy cái bóng đèn đường y chang luôn, không khác gì luôn. Tập thể ấp kinh xê quyết tâm đoàn kết vững mạnh. Ồ, mình ra ngoài đường lớn rồi. Về thôi. Cầu mương giữa. Cầu mương giữa hả? Về thôi. Ôi, không qua cầu đèn này được. Sạch sâu 780 SC. Thuốc trừ sâu đặc hiệu. Đặc trị sâu xanh, sâu cuốn lá, sâu đục thân, ruồi đục quả, rẹp, sáp, sâu phao. Giúp giảm thiệt hại năng suất cây trồng. Ồ, cái này là lâu lắm đấy nè. Công ty thuốc bảo vệ thực vật miền Tây. Đúng là kiểu mang phong cách miền Tây luôn á. Ấp nông thôn mới. Lâu lắm rồi mới nghe lại cái cụm từ nông thôn mới này luôn á.
Ôi, có điện rồi đó, bẻ bóng đèn rồi đó, bẻ bóng đèn đường rồi đó. Bơm, bơm ga mini, yoga học quẹt, bơm dầu bạc hà, bán lẻ thẻ cào các loại 10k, 20k, 50k đến 100k. Lâu lắm rồi mới thấy lại cái này đó mấy má. Cái tiếng gì vậy? Tư Minh nè. Tư Minh gì đây? Nhu yếu phẩm, nước đóng chai, thực phẩm đóng gói, thẻ cào điện thoại các loại. Sao ai cũng bán thẻ cào hết trơn vậy? Cái tiếng nhạc phát ra từ đâu vậy? Ôi, mình phải ráng mình nói lớn lên để át cái tiếng nhạc này á. Tại vì cái tiếng nhạc này có thể là mình sẽ bị đánh bản quyền đó mọi người. Ờ, cái tiếng nhạc của đài radio. No, no, no. Đừng có hát, đừng có hát nữa. Thôi mọi người tắt nhạc cho mọi người thông cảm nha. Thấy tắt nhạc khúc này, tắt nhạc khúc này, bật nhỏ nhạc khúc này thôi. Tại vì nếu mà đi khúc này bị nhạc á, bị bản quyền á, bị bản quyền nhạc á, không được, không được. Chúng ta không 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 thể để cho ăn bản quyền nhạc được. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ôi không có mở cửa được. Ở bên đờ đo đi. Mình cần tìm chìa khóa hả? Mình cần chìa khóa để vào nhà. Chìa khóa, nếu mà bình thường chìa khóa người ta giấu thì người ta sẽ giấu. Gì vậy? Sao cái hộp bánh nằm giữa đường vậy? What? Gì vậy? Ơ? Trời, hộp bánh dẫn đường hả? Ảo chó vậy? Mở hộp bánh quy, chắc nó của tiệm, cửa tiệm tạp quá cái bên, có thể dùng cúng để cho cái miếu đằng kia. À, cúng cái miếu đằng kia hả? Đây, cúng cái miếu này nè. Bình thường mấy cái miếu này được dựng lên là theo như Hiếu biết là kiểu như là có người người ta bị tai nạn á, người ta sẽ được dựng những cái miếu như thế này để cho người người thân người ta biết là cái chỗ gia đình của mình nạn nhân á là người ta sẽ chết khúc nào, người ta bị tai nạn khúc nào để người ta tới người ta cúng bái. Để mấy bạn hay đi Đà Lạt, mấy bạn nghe đèo Bao Cô đó, bạn thấy trên mấy cái đường đèo cũng có rất nhiều các miếu nhỏ nhỏ như thế này. Ai có điều kiện thì làm một cái miếu lớn, còn không có điều kiện thì sẽ làm một cái chỗ nhỏ thôi cũng được. Ủa Hiếu cúng rồi mà. Hay là cần phải đốt nhang nữa ta? Không có thắp nhang được. Chú không có lấy nhang được. Cũng không có hộp quẹt luôn. Có e không? Đốt nhang không? Để ta coi thử coi. Là để coi coi cái game này bán bao nhiêu tiền ha. Game này không có bán nha. Game này là bản chơi thử miễn phí hoàn toàn. Mình cũng không đi qua đây được. Vậy là mình chỉ có thể tìm manh mối vòng vòng ở đây thôi. Ở hai cái đoạn đường lớn nha, bị cách nhau bởi một cái con cầu. Phải đi tìm bật lửa. Ok, để hãy đi tìm cái chìa khóa hộp quẹt cái. Cái khúc này là nhạc. Cái khúc này là nếu mà mấy bạn nào mấy bạn chơi trải nghiệm thì mấy bạn bật nhạc đó thì nó ok hơn. Mà tại tiếc một cái là mọi người phải hiểu là tại vì chúng ta đang livestream trực tiếp á, nên là có những cái bài nhạc Hiếu không biết là nó có bản quyền hay không. Chẳng hạn như là cái bài đang được phát trên radio, sợ lắm mọi người. Bị đánh bản quyền một cái là cúp đó. Là từ đây về sau là không có livestream được nữa đâu. Hồi trước bị đánh bản quyền Tom Đô Đu, Tom Jerry đó, đánh bản quyền 3 tháng, cúp luôn. Đúng rồi, cái hộp quạt thì nó chỉ có thể ở đâu? Nó chỉ có thể ở nhà bơm ga, bơm mini đồ này nọ cái kiểu thôi. Bơm ga, bơm mini đồ này nọ nè, là cái chỗ này nè. Ôi cái game này nếu mà mình bật đèn sáng quá mà mình đứng, nè mình bật đèn á mà mình đứng gần quá vậy nó chá rồi đâu có thấy mẹ gì đâu. Nên là bình thường tôi tay tắt đèn không á. Ồ mọi người vẫn nghe nhạc hả? Mọi người nghe nhạc được không? Ủa tôi tắt nhạc rồi mà. Nhạc vẫn còn lớn hả? Ủa còn nhạc hả? Ủa tôi tắt nhạc rồi mà. Nhạc vẫn còn lớn hả? Nghe đâu má, hay quá. Hết rồi với má. Bịp. Bịp. Hay lừa quá, sao hay lừa đảo quá. Hên là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta tự nghe lại cái nhạc của chúng ta. Ờ khoan đã. Hồi nãy giờ mình đi mấy vòng rồi đó mọi người. Có ai thấy cái bóng đèn ở chú, có ai thấy cái hộp quẹt đâu không? Không mở được, không mở cái này nữa. Không mở được,
mở cái chìa khóa được. Có nghe nhạc đâu má mẹ đó. Không, vậy là chắc cái nhà khác á, nhà ở bên phòng của chị Thảo bật á, chứ phải bên này, chứ phải nhạc trong game. Hộp quà que que y hộp quà que y hộp quà, không có thấy cái quà, không thấy cái hộp quà, không có thấy cái hộp quà. No. Ô, có một cái chai gì đó kìa. Ơ, nó xa quá, mình cần phải tìm cái gì để lấy nó. Ơ, cái này là cái hộp quẹt á hả? Trời ơi, cái quẹt thiết kế gì nhìn giống như là cái chai vậy. Tôi tưởng là kem lăn nách không á. Mình cần phải tìm một cái gì đó để lấy nó. Ví dụ đi, ví dụ đi. Mình cần tìm một cái cây đúng không? Có ai thấy cái cây nào trong game được không? Có ai có cái cây cho tôi mượn đi. Nó xa quá, phải cần tìm một cái gì đó để lấy nó ra. Rồi, hiểu. Hiểu rồi. Hồi nãy có một cái cây rớt ở đây. Ok. Phải có cái bộ lão, phải có cái bộ lão. Ha. Ví dụ đi. Ví dụ như mà mình chỉnh cái âm thanh trong đây đi. Thì mình tắt cái tiếng nhạc của cái game thôi là được. Hết tiếng nhạc rồi bá ơi. Đúng rồi, để như vậy đi cho người ta nghe tiếng game đi. Lấy ra mày, móc nó ra. Nó là một cái bật lửa có thể dùng để thắp nhang. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta đi thắp nhang cho cái miếu nè. Cái miếu đâu? Đây, chúng ta đốt nhang. Bánh có, nhang có hết tất cả. Tất cả mọi thứ. Không biết có ma xui quỷ khiến gì không. Cái chỗ này là quá nhiều vụ rồi. Ồ, tai nạn giao thông. Thấy chưa, cái miếu này là biết chắc chắn là tai nạn giao thông rồi. Không biết có ma xui bị khí gì không, chỗ này có quá nhiều. Cái này là hình ảnh của những người hàng xóm nè. Không phải là tao. Cái người nằm trong mộ nói không phải là tao. Nguyễn Nhật Thiên. Ơ, Nguyễn Nhật Thiên có phải là cái tên trên cái mộ đầu tiên mình thấy không? Đúng rồi nè, Trà Vinh nè, Nguyễn Nhật Thiên nè, 1992. Ô, là có hai cái xác hả? Cái này là Lý Hải Yến, 1990. Ủa, Lý Hải Yến hả? Lý Hải Yến có phải là bên Lê Gia mộ không ta? Cái bà họ Lý nè, Nguyễn Nhật Thiên, Lý Hải Yến nè. Nhất Thiên chứ lộn Nhất Thiên. Nhất Thiên hay Nhật Thiên? Có một cái tiếng bíp 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 gì đó. Ồ, cái xe luôn hả? Rồi đắp chung với cái xe luôn rồi mọi người ơi. Bình thường mà đắp chiếu vậy là xong rồi đó. Ủa rồi sao? Tôi trong nhà tôi thấy nó chạy quá trời nhanh mà. Chắc là mất lái hay gì đó chứ nó tông cái cú này làm sao mà sống nổi. Đây là lời trường thuật lại của những người, trường thuật lại của những người nhân chứng. Tôi là tôi thấy ở trong nhà là nó chạy rất nhanh. Tông cú này sống sao nổi. Cái thằng này nè, nó chuyên đua xe. Ôi da. Bây giờ nó lại tông chết người ta rồi. Có những cái câu chuyện này có thật. Đua xe phải lại quá sớm nè. Mất kiểm soát nè. Mất kiểm soát lái xe nè. Đúng không? Trời ơi, hồi tuần trước mà tôi thấy nó bị công an bắt á. Như là đi đua xe gì đó. Bây giờ lại tông người ta nữa rồi. Ây da.
Còn cô có nhận xét như thế nào? Bây giờ nó chết rồi đó, mày vừa lòng mày chưa? Trời đất ơi, chúng ta nghe được rất là nhiều các lời bình, những lời bình phẩm. Chúng ta có một cái gì đây? Một cái chìa khóa cổng rào của nhà mình. Chìa khóa cổng rào nhà mình. Ơ, nhà mình á hả? Ơ, nhà mình nè. Vậy là trời ơi, trước nhà luôn á hả? Rồi thằng này là thằng Nhất Thiên chứ ai nữa? Ờ không, thằng Nhất Thiên lắp chiếu rồi. Quên. Vậy thằng này là ai? Này là bạn trai của Nhất Thiên à? Có mở cửa được không? Không mở cửa được. Ơ, cái ngôi nhà này, ơ, cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà đối diện cái mộ. Đúng rồi. Nó đó. Hầm cá tra vẫn còn. Cái gì đây? Vô nhà thôi. Oh wow. Nói gì vậy? Chết đi. Chết đi. Ha ha ha, không sợ, không sợ. Liêu 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 liêu, liêu 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 liêu, không sợ. Liêu liêu liêu, không chết. Không chết. Không chết. Liêu liêu liêu. Phần 4. Vậy là mình phải đi tìm cái mộ rồi. Sao chó lại sủa nè? Ơ đây nè. Cái mộ của nạn nhân 1. Còn Nhất Thiên nữa. Ủa Nhất Thiên không có nằm ở đây hả ta? Ủa khoan nữa. Sao mộ của cái người nằm đường gần đó lại nằm ở đây? Ủa? Lại nằm gần nhà mình? Là sao? Cái người mà bị xe tông chết ở ngoài đường đó đó lại được chôn ở trong nhà của mình. Là có phải là gia đình mình không? Có phải mình là người con hay là người chồng hay là người cha hay là người mẹ gì đó không? No. No, 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 no. Chắc là người thân đó mọi người. Ba bốn chín năm ba là cái gì? Sau đây là có tới ba dấu máu luôn. Vậy là mình cũng bị xe tông mất à? Vậy là tất cả là tại thằng Thiên. Tại thằng Thiên hết. Thằng Thiên nó chạy xe sau đó lụm hết tất cả mọi người luôn. Thằng Thiên này nó ác, thằng Thiên này nó báo. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch.